看看。敲枪的敲门，门门着。这里，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 这ba ba da 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 da
Thank you.
trong xóm ngoài làng. Cụ Ma Văn Tài sinh ngày 8 tháng 5 năm 1928 tại thôn Bản Nà, xã Như Tố, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Cạn. Nay trú quán tại xóm số 8, xã Sơn Cẩu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Do cụ mắc bệnh nặng, mặc dù đã được gia đình chạy chữa thuốc thang, nhưng tuổi cao sức yếu, cụ đã không qua khỏi. Cụ mất 7 năm 2013, tức ngày 12 tháng 6 Quý Tỵ, cụ thọ 86 tuổi. Cụ là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, vừa qua cụ đã vinh dự được trao huy hiệu 65 năm tuổi đảng. Hôm nay xóm số 8 xã Sơn Cẩm long trọng tổ chức lễ tang cụ về nơi an nghỉ cuối cùng đại diện cho chính quyền địa phương và cũng là ban tổ chức tang lễ của cụ hôm nay. Một, ông Nguyễn Văn An, phó bí thư chi bộ là trưởng ban. Hai, ông Bùi Xuân Khát, trưởng xóm là phó ban. Ba, bà Đỗ Thị Miên, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân xã Sơn Cẩm là ủy viên. Bốn, bà Đàm Thị Dung, phó trưởng xóm ủy viên. Năm, bà Hoàng Thị Phượng, tổ trưởng nhân dân số 1 là ủy viên, cùng một số các đồng chí là tổ trưởng đảng, các chi hội trưởng, thân bằng cố hữu gần xa và bà con trong xóm ngoài làng đang có mặt tiễn sân tang ngày hôm nay. Đồng chí Ma Văn Tài sinh ngày 8 tháng 5 năm 1928 tại thôn Bản Nà, xã Như Cố, tổng Yên Đính, huyện Bạch Thông, tỉnh